Xin chào thể các bác và anh em. Tiếp đến thì em chuyển sang làm chiếc vang số BFK7 của chú em Hà Nội gửi đến căn chỉnh. Chú em này thì trước đây mua của em. Và đây là cái vấn đề mà như vậy là nó lệch lạc về vấn đề effect và âm sắc, thì chú này lại gửi cho em căn chỉnh. Có nhờ như vậy là người làm kinh doanh karaoke đến căn chỉnh đây. Rồi nhờ thợ đến để căn chỉnh lại chiếc vang số BFK7 này. Chú em này Hà Nội vào mua của em. Và sau khi sử dụng ấy thì khá hay, nhưng mà rồi có người nọ người kia căn chỉnh vào thì như vậy là nó lệch lạc, thì lại gửi cho em căn chỉnh lại. Thế cho nên rằng là em chia sẻ với lại các anh em như này. Các anh em khi mà mua vang số của em hay là gửi vang số căn chỉnh ấy, thì trước tiên các anh em sẽ giả soát các cái chế độ em làm. Thì trên cái dòng vang số K7 này ấy, thì em làm đến 10 chế độ cho các anh em sử dụng. Đây là các chế độ mà em làm cho chú em Hà Nội mà đã gửi lại cho em để căn chỉnh lại. Sáng tiếng sáng hơn, dày tiếng dễ hát, nhiều dì vợt ít vang nhại, nhiều bát, nhiều treo trong hú. Thì một vấn đề như này, các anh em là người sử dụng ấy, là các anh em sẽ, đầu tiên các anh em sẽ giả soát đã. Rất nhiều các anh em là khi nhận vang số của em bán ra cũng như căn chỉnh lại ấy, thì là các anh em là cứ hỏi các chế độ em làm. Thế nhưng mà về người sử dụng ấy, thì các anh em là nên giả soát đi. Các chế độ ở đây nó liên quan đến vấn đề âm sắc và vấn đề effect khác nhau. Và một vấn đề nữa là effect tổng. Ở trên dòng vang số này ấy, thì nếu như gọi là chân thật tình cảm thì là 35. Còn nếu như các anh em mà cảm thấy mà muốn dễ hát thì có thể lên 42 nhá. Cái effect tổng trên vang số thì nó có tầm của nó thôi. Có thể là 35, có thể là 42 thì đẹp âm nhá. Đấy là đối với những chiếc vang số mà em bán ra hoặc là những chiếc vang số em căn chỉnh lại. Thế còn các anh em mua chỗ khác thì em không dám nói. Thế nhưng mà đây là những chiếc vang số mà qua tay em căn chỉnh thì nó có tầm, một là 35, hai là 42 nhá. Thế còn chế độ thì em làm đến 10 chế độ cho các anh em sử dụng. Thì các anh em phải rà soát hết đi đã. Ở đây nó sẽ khác nhau về vấn đề âm sắc cũng như effect. Thế còn anh em thợ trẻ mà đến nhà ấy, thì em nghĩ rằng là nên xem lại về vấn đề thẩm âm khi làm effect. Bởi vì tại sao chiếc vang số này như vậy là em căn chỉnh chú này là khá hay rồi. Thế nhưng mà khi mà người nọ người kia động chạm vào, thậm chí là thợ đến nhà, thậm chí là thợ đến nhà rồi mà làm không được, đấy là vấn đề thẩm âm khi làm effect. Em cứ nói thẳng như thế để cho như vậy là anh em thợ trẻ có thể là nắm bắt được là cái về effect nó quyết định như thế nào. Mặc dù là em ngồi tại nhà tại chỗ căn chỉnh, nhưng mà rất nhiều loại vang số là các anh em sử dụng khá là tốt. Đấy là vấn đề effect. Cho nên anh em thợ trẻ muốn bước vào nghề vang số ấy, là nên là học thẩm âm khi làm effect đi. Có rất nhiều các bác anh em, có nhiều anh em thợ trẻ là như vậy là cũng có trao đổi với em là muốn học về căn chỉnh vang số. Nhưng vang số nó cực kỳ nó khó. Bởi vì trong phần effect chỉ cần thay đổi 1-2 số thôi, thì cái chất âm của cái hệ thống âm thanh hay là chất âm của chiếc vang số nó khác rồi. Rất nhiều anh em trẻ tuổi có trao đổi với em là muốn học nghề căn chỉnh vang số. Thế thì em có nói chuyện với lại một số anh em trẻ ấy, là nên học thẩm âm khi làm effect đi. Cái effect nó quyết định mà. Effect nó quyết định. Cho nên rằng là nên là như vậy là học thẩm âm. Alo bằng cái âm sắc mà nó mang chất là giọng nói, giọng hát của con người. 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9. Các anh em thấy rằng là khi em chỉnh vang số ấy, thì đa phần là em chỉ cần alo thôi. Em ít hát. Giọng hát của em không tốt. Em hát thì để kiểm âm thôi, chứ không phải là hát để khoe các anh em để mà bán vang số hay là nhận vang số các anh em gửi để căn chỉnh. Nhiều khi là hát hay nhưng chưa chắc đã căn chỉnh được hay đâu. Em thấy rằng có rất nhiều đơn vị là hát hay nhưng mà căn chỉnh vang số thì lại không hay. Bởi vì là em lại nhận lại những chiếc vang số của các anh em mà mua ở đơn vị đấy gửi để căn chỉnh. Thế cho nên em biết rằng là như vậy là hát hay chưa chắc đã căn chỉnh được vang số hay. Bởi vì là cái người hát hay ấy thì kể cả hát vo vẫn hay mà, căn chỉnh dở vẫn hát hay. Nếu như mà người thợ ấy mà có giọng hát hay ấy, cần phải lưu ý nhá. Người thợ mà làm vang số, làm âm thanh
mà có giọng hát hay ấy thì cần phải xem xét lại, chứ không phải là như vậy là mình hát hay mà là một cái lợi thế đâu. Đấy chỉ là cái lợi thế khi bán hàng thôi, đấy chỉ là lợi thế của người bán hàng. Còn nếu như mà cái lợi thế của cái người làm thợ ấy, của người căn chỉnh ấy, phải là giọng hát không hay. Chứ còn nếu như giọng hát hay chỉ là cái lợi thế để mà bán hàng, tức là như vậy là khi hát hay thì các anh em nghe thấy hát hay thì các anh em nghĩ rằng là chắc là chiếc vàng số này sẽ hay. Thế nhưng mà không phải, đấy là cái hay của cái giọng hát của người hát hay. Còn nếu như anh em làm thợ ấy mà giọng hát không hay ấy thì có khi lại là tốt đấy, lại là tốt cho cái việc căn chỉnh. Bởi vì em là một người mà hát rất là dở, nhiều năm làm ở trong lĩnh vực karaoke. Đến giờ phút này thì làm từ năm 2000, đến giờ phút này là 24 năm liên quan đến âm thanh karaoke rồi. Kinh doanh tại nhà này, về Hà Nội làm này, và gần đây thì lại về nhà để mà căn chỉnh vang số. 24 năm liên quan đến ca hát rồi mà hát không hay. Chứ còn nếu như mà anh em làm thợ mà có giọng hát hay ấy thì đấy là một cái mà các bác là anh em phải xem xét. Giọng hát hay sẽ chủ quan, căn chỉnh dở vẫn hát hay. Đấy là một cái mà trong cái suy ngẫm của bản thân em cảm nhận như thế. Bởi vì rất nhiều những chiếc vang số mà em bán hoặc căn chỉnh lại cho anh em thì mặc dù là ngồi tại nhà tại chỗ căn chỉnh thôi nhưng được một kết quả khá là tốt. Cái điều này có thể là các bác anh em không tin, điều này thì có thể là rất nhiều các anh em không tin. Nhưng mà đây là một cái vấn đề này, em có thể là che cái số điện thoại này nhé. Đây là một chú em mà gửi cho em chiếc vang số Shiso T3. Đối với em là một người mà ngồi tại nhà căn chỉnh thôi nhưng mà căn chỉnh rất nhiều loại vang số. Đây các anh em thấy không? Chú này là gửi cho em chiếc vang số Shiso T3. Trước khi gửi về cho chú này ấy, là có đánh dấu các cổng xuất ra. Và chú này có mua thêm một cái khiển. Chú này là gửi cho em chiếc vang số Shiso T3 nhé. Đây. Đây. Đây là chú em Hải Phòng. Đây là chú em Hải Phòng gửi cho em chiếc vang số Shiso T3. Và khi mà nhận lại thì các anh em thấy rằng là đây là một kết quả là rất là tốt. Khi mà như vậy căn chỉnh lại. Thế cho nên là tại sao em lại là có những căn cứ để mà như vậy là em chia sẻ với lại các anh em người sử dụng cũng như là anh em thợ trẻ là vang số là rất khó đòi cái thẩm âm khi làm effect, chứ không phải là như vậy là mang máy móc đến mà đo đạc về cái đáp tuyến của loa để mà căn chỉnh về phần âm sắc để cho nó hay được đâu. Nó hay ấy là hay ở phần effect, và effect nó sẽ thúc đẩy cái phần âm sắc, effect nó sẽ thúc đẩy phần âm sắc. Các bác thấy đây là phần mềm của chiếc vang số BFK7. Đây là phần music, phần mic này. Thậm chí là phần mic giảm nhiều như thế này mà chất âm vẫn sáng này. Đây là cái đặc tính của dòng K7 nhá. Dòng K7 này nó cũng tương tự như là cái dòng X8 hai đường mic riêng biệt. Thì chất âm nó sáng, cũng là dòng X nhưng mà BFK7 và dòng X8 nó sáng âm. Thế cho nên là mặc dù là equalizer giảm nhiều như thế này nhưng mà chất âm nó vẫn sáng. Đấy là cái vấn đề effect. Đấy là cái vấn đề làm effect tốt thì chất âm nó sáng. Còn mic giảm như thế này mà vẫn sáng. Mic giảm như này là vẫn là sáng. Còn chúng ta làm effect để thúc đẩy âm sắc và dễ hát hay không ấy là phần effect, chứ không phải là dễ hát là chúng ta sẽ tăng cái giải lợi về cái âm sắc của con người. Giả dụ như là cái giải trung này, giải trung cao này, giải check này. Nhiều các anh em là nghĩ là như vậy là khi mà chúng ta hát đấy là chúng ta sẽ rà soát cái giải quay dơ, xem là như vậy là cái tần số nào nó sẽ lợi cho giọng hát. Hát nó nhẹ, nó dễ hát thì chúng ta nâng lên. Nhưng trên vang số là khi có effect vào thì bắt đầu là nó mới lại đội cái tần số lên. Nó làm thay đổi về vấn đề âm sắc. Nó thay đổi về vấn đề âm sắc. Cho nên rằng là một cái vấn đề sai lầm là khi mà làm vang số là tăng. Vang số làm là phải giảm nhiều hơn tăng. Nếu mà làm vang số ấy, thì trong cái phần mà gọi âm sắc, tức là làm cái equalizer ấy, là phải giảm nhiều hơn tăng. Các bác thấy rằng là khi mà em làm ấy thì kể cả phần nhạc, phần mic là giảm nhiều hơn tăng. Bởi vì đây là một cái phương pháp và thông qua cái kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về vang số thì thấy được rằng là muốn sáng âm ấy, kể cả phần nhạc nhé,
chúng ta như vậy là muốn nó rõ nét ở giải trung này thì chúng ta phải giảm trầm trung trầm, giảm giải trung cao để cho nó dịu tiếng, nó dễ nghe. Thế còn phần mic các bác thấy rằng là cũng là giảm nhiều hơn tăng, phần main cũng thế, cũng là giảm nhiều hơn tăng. Tại sao mà mic nó vẫn sáng? Bởi vì là bản thân cái cổng Kenter này đặt một cái độ lớn mà nó hợp lý ấy, thì chất âm nó cũng đẹp nhá. Phần súp này này đặt một cái giá trị hợp lý thì chất âm của phần mic nó cũng đẹp. Ngoài vấn đề là chúng ta làm để cho súp nó hay, súp nó mềm, nó sâu, nó lực, thì nó còn liên quan đến chất âm của phần mic. Khi mà chúng ta đặt độ lớn của súp ấy thì nó liên quan đến chất âm của phần mic. Cắt thấp bắt cao này nó cũng ảnh hưởng chất âm của phần mic. Làm nhạc nó cũng ảnh hưởng đến chất âm của phần mic. Cho nên nó đòi hỏi cái thẩm âm, chứ không phải là máy móc hay là đo đạc để mà làm được một cái chất âm trên một chiếc vang số 2. Thế còn các bác anh em mà người sử dụng ấy, là các bác anh em rà soát các chế độ em làm, nó liên quan đến âm sắc, liên quan đến effect khác nhau, sáng sáng hơn, dày tiếng, dễ hát, rất nhiều chế độ thì các bác anh em sẽ rà soát. Và các bác anh em sẽ thay đổi ở cái effect tổng này nhá, thay đổi effect tổng. Thế còn đối với anh em thợ ấy, thì theo em nghĩ rằng là tập trung vào làm effect đi, tập trung làm effect đi. Chứ còn nếu như bây giờ như vậy là cứ tăng hay giảm cái giảm của dơ thì có lẽ rằng là không hợp lý khi mà làm vang số. Thì bây giờ sẽ thử chế độ này này, chế độ sáng tiếng này. Chỗ này thì mua của em sử dụng khá là hay, nhưng mà đến khi mà nhờ anh em đến để mà căn chỉnh thì lại hỏng mất chất âm. Thì đây là một cái mà em chia sẻ với anh em để các anh em có thể nắm bắt được nhá. Bây giờ sẽ để mic 30 này và cái effect để 35 nhá. Thì đối với các anh em sử dụng ấy, chỉ cần thay đổi cái effect tổng và rà soát chế độ thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Thử một chế độ sáng hơn và một chế độ dày tiếng nhá. Chế độ sáng hơn này thì dòng số này thì nó tương tự như X8, nó sáng âm, nó sáng âm. Đây là một chế độ sáng âm hơn này. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Một chế độ dày tiếng nữa nhé. Thì chú em này sau khi nhận lại chiếc vang số này thì chắc chắn là sẽ khá hài lòng ý, bởi vì là trong quá trình mà em căn chỉnh ấy thì sẽ có sự thay đổi, nâng cấp. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 9. Thì đây nó cũng là một cái mà các anh em người sử dụng cũng cần phải là xem xét khi mà mua vang số, gửi vang số cho em quá trình. Thế còn anh em thợ trẻ thì nên tập trung vào nghiên cứu về phần effect đi, làm effect thật hay rồi chúng ta sẽ nắn chỉnh dần giải quả dơ thì sẽ có một cái chất âm khá hay ở trên nhiều loại vang số. Cái effect nó sẽ quyết định 7% trên tất cả các cái loại vang số. Cho nên khi mà anh em thợ mà làm chủ effect thì đấy là đã làm chủ được khi mà căn chỉnh vang số.